Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Sáu, ngày 8 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự hôm nay, có những tin đáng chú ý sau đây. Không khí đón xuân và tham quan thưởng lãm của người dân và du khách tại các khu điểm du lịch ở thành phố Đà Lạt. Cayenne, món quà xứ Đờ Răng. Người kiến trúc sư xây dựng ước mơ. Múa rối nước chinh phục khán giả. Những người thành đạt tuổi Hợi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi dành thời gian chúc Tết ông bà, người thân, hôm nay là thời điểm để mọi người thưởng thức, tham quan, thưởng lãm, vui chơi trong những ngày đầu xuân mới. Cùng với các khu điểm du lịch khác, thác Brent và thác Đa Tăng La thu hút khá đông du khách đến tham quan, trải nghiệm và để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong những ngày đầu năm mới. Nằm ở cửa ngõ thành phố, khu du lịch Tháp Brent là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt. Chỉ trong những ngày đầu năm mới, nhưng Tháp Brent Đà Lạt đã tiếp trung bình 1.000 lượt khách trong nước và quốc tế một ngày. Ngoài việc mạnh dạn đầu tư, tôn tạo cảnh quan nhằm phục vụ tốt cho du khách đến với Tháp Brent, Ban quản lý khu du lịch đã tăng cường công tác quảng bá và hướng dẫn du khách tham quan các dịch vụ trong khu du lịch. Lâu lắm rồi mới ghé lại thác Brent, thấy phong cảnh rất là đẹp. So với những cái lần mà tôi về trước á, thì nó hùng vĩ hơn, với lại nhiều cái sắc thái mà thu hút khách du lịch nhiều hơn. Thêm một điểm du lịch nổi tiếng nữa của Đà Lạt là thác Đa Tăng La. Chỉ trong 3 ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, khu du lịch thác Đa Tăng La Đà Lạt đã đón hơn 13.000 lượt khách tham quan, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Và theo dự kiến của khu du lịch thì ngày mùng 4 và mùng 5 Tết là những ngày cao điểm với lượt khách ước đón trên 7.000 lượt khách một ngày. Em đến từ Mũi Né, Bình Thuận, Phan Thiết á. Đi cùng với gia đình. Rồi nói chung là nghe bạn bè cũng giới thiệu là chỗ này cũng nhiều cái thú vị, khung cảnh đồ rất là đẹp, dù có ván trượt đũa, cảm giác đó, nói chung là nó tuyệt vời lắm. Thấy Đà Lạt là rất là tươi mát, đồ xinh đẹp, hoa rất là nhiều. Ván trượt nó đi vận tốc nó vừa phải, nói chung là hợp với người chơi, rồi cũng là rất là vui. Thấy suối, có rừng xanh, nói chung là nhìn đẹp. Kỳ nghỉ lễ của Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 vẫn còn kéo dài, thì dự kiến lượng du khách đến với thành phố Hoa và những điểm du lịch của thành phố sẽ vẫn tiếp tục tăng. Với khí hậu mát mẻ và phong cảnh hữu tình, tin rằng Đà Lạt sẽ mang đến cho du khách gần xa những ngày nghỉ lễ thú vị. Ghi nhận không khí Tết tại một số khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong ngày mùng 4 Tết là thông tin tiếp theo của chương trình. Ban quản lý điểm du lịch Dinh Ba Đà Lạt cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua đã có trên 7,6 ngàn lượt khách đến tham quan thưởng lãm, chụp hình lưu niệm tại đây. Trong đó cao điểm bắt đầu từ mùng 2 Tết. Dinh Ba Đà Lạt hay còn được gọi là Dinh Bảo Đại. Đây là một dinh thự sang trọng mang đậm bản sắc châu Âu giữa lòng Đà Lạt. Đến đây, du khách không chỉ được tìm hiểu về cuộc sống của vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam, mà còn được hóa trang chụp hình lưu niệm với các trang phục hoàng hậu, công chúa và hoàng tử. Với giá vé vào cổng 30.000 đồng một người lớn và 15.000 đồng đối với trẻ em. Dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ Nguyên Đán còn lại, lượng khách du lịch đến với điểm du lịch Dinh Ba sẽ tăng từ 10 đến 15% so với cùng kỳ. Cùng với nhiều điểm khu du lịch khác trên địa bàn, trong những ngày nghỉ lễ Tết Nguyên Đán vừa qua, lượng khách du lịch đến với khu du lịch thác Cam Ly tăng trên 10% so với cùng kỳ. Thác Cam Ly là một trong những ngọn thác hùng vĩ gắn liền với nhiều sự kiện, nhất là thơ ca, nhạc họa. Những năm gần đây, nhờ chú trọng tôn tạo các tiểu cảnh về hoa, đặc biệt nâng cấp chất lượng dịch vụ, nên thác Cam Ly là một trong những điểm đến hấp dẫn của khách du lịch. Với giá vé 20.000 đồng một người lớn và 10.000 đồng một trẻ em, theo Ban quản lý khu du lịch thác Cam Ly, trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán năm nay, đơn vị sẽ đón trên 10.000 lượt khách đến tham quan thưởng lãm, chụp hình lưu niệm tại đây. Dưa sấy xứ Đờ Răng, món quà ngày Tết của người tiêu dùng. Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cho nhân dân, du khách vui xuân đón Tết an toàn. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình.
Dứa cây gen ở Đợt Răng Đơn Dương từ lâu đã là đặc sản nức tiếng bởi hương vị thơm ngọt, mấy vùng nào sánh kịp. Với địa hình là vùng đệm giữa khí hậu nhiệt đới và ôn đới, đã mang lại chất lượng, hương vị dứa khác biệt. Đây cũng là động lực cho người dân trồng dứa tìm cách đưa đặc sản vùng đi xa với nhiều hình thức chế biến khác nhau, và là món quà trong dịp Tết cho người tiêu dùng gần xa. Dịp Tết, quả dứa là một trong những loại quả không thể thiếu trên mâm trái cây. Quả dứa được nhiều gia đình chọn để trưng cho đẹp mắt bên cạnh những trái cây khác. Với nhu cầu này, nên năm nào những người trồng dứa ở thị trấn Đợi Sang, huyện Đơn Dương cũng dành riêng những quả dứa đeo để bán cho người tiêu dùng. Dứa đeo là những quả xung quanh có nhiều mầm dứa non, tượng trưng cho sự sung túc, sinh sôi nảy nở trong năm mới. Ngày thường như vậy là chính là chị đi chặt bán rồi. Còn muốn bán Tết thì để có thơm đeo, để có cây đeo. Tết nào nhà ai cũng phải trưng cái đó. Gần đây, dứa cây gen ở Đờ Răng còn được biết đến với một hình thức khác, đó là dứa sấy. Đây không phải là sản phẩm quá mới trên thị trường, nhưng lâu nay ở Đờ Răng chưa ai nghĩ tới. Để đi tìm đầu ra ổn định cho cây dứa, gần đây một số hộ nông dân đã đi học hỏi kinh nghiệm để sấy dứa thay vì chỉ bán dứa tươi. Để sản xuất ra dứa sấy thơm ngon, nông dân lựa những quả dứa có độ chín vừa phải. Sau khi sơ chế, loại bỏ vỏ, mắt dứa, dứa sẽ được cắt khoanh và nhúng một lượng đường thốt nốt vừa phải mang đi sấy. Em định là mở ra một sản phẩm để đa dạng mặt hàng của mình. Em mở lò sấy, em cũng đã tìm hiểu thì dứa cây gen mình thì là được Cục Sở hữu trí tuệ năm 2009 cấp, thì sau đó thì em cũng đã xin được cái giấy mà ủy quyền sử dụng dứa cây gen. Trước khi mà mở cái lò sấy này thì em cũng đã đi học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, đi lên Đà Lạt hay lên Trạm Hành học hỏi, sau đó là lên mạng tìm chỗ nào mà bán máy sấy thì mình tìm hiểu cái máy sấy nó như thế nào, dùng nhiệt như thế nào, quá trình như thế nào, thì em quyết định là mua cái máy sấy này và sấy theo kiểu này. Tuy mới đưa ra thị trường nhưng sản phẩm này được đánh giá cao cả về chất lượng lẫn độ tin cậy. Do có ưu thế sản xuất tại vùng nguyên liệu nên người chế biến có thể lựa chọn những quả dứa tươi ngon, đạt chất lượng và không sử dụng bất cứ chất bảo quản nào vào khâu chế biến. Với giá bán khoảng 250.000 đồng một ký, được xem là khá cao, nhưng dứa sấy vẫn nhận được sự ủng hộ của khách hàng. Trước kia thì chưa có làm, nhưng mà nếu mà bây giờ cái sản phẩm nó ra thì chắc Tết lại bán cũng ngon lắm. Cái này nó cũng có cái vị nó khác á, mình ăn thấy nó cũng ngon hơn là bánh kẹo đâu. Nó lạ, làm nó sạch sẽ mà nó không có cái chất phụ gia đồ gì hết, nó bảo đảm. Hiện sản phẩm dứa sấy ở Đờ Răng đã được đưa ra thị trường trong và ngoài tỉnh và mới đây được xuất khẩu sang Nga. Tuy số lượng vẫn còn nhỏ lẻ, nhưng từ đây nông dân cũng hoàn toàn có thể hy vọng về tương lai của cây dứa, bớt đi những lo toan về đầu ra của sản phẩm. Và họ càng tự hào hơn khi dứa cây gen đã dần trở thành một món quà quen thuộc của người tiêu dùng khi nhắc đến vùng đất Đờ Răng Đơn Dương. Tết Kỷ Hợi năm nay, thời gian nghỉ khá dài. Chính vì vậy, lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng và thưởng lãm các chương trình vui xuân đón Tết tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng khá đông. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cho nhân dân, du khách vui xuân đón Tết an toàn. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Từng dòng xe len lỏi chờ đợi ngay tại các vòng tuyến, các khu vực trung tâm thành phố là trạng thái giao thông chúng tôi ghi nhận tại các cung đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Đặc biệt, bắt đầu từ chiều mùng 3 Tết đến nay, lượng du khách lên Đà Lạt nghỉ dưỡng tham quan đông, kéo theo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, nhất là những loại phương tiện xe trên 50 chỗ ngồi tăng đột biến, cao gấp nhiều lần ngày thường, khiến một số tuyến đường, nhất là gần các khu du lịch và các khu vực trung tâm đã xảy ra ùn tắc. Đi lên đây thấy tình trạng giao thông thì nó giao khách du lịch nó đông quá, hơi kẹt đường xíu. Còn mấy điểm du lịch đây thì đẹp. Này phải sắp xếp lực lượng giao thông đứng sao điều phối cho nó xe nó chạy nó theo chiều đồ sao chứ cho dễ đi lưu thông xíu. Vấn đề là cái cơ sở tầng nó chưa được tốt, thôi mở rộng đường xá tí nữa là chạy được. Tại một số con đường khu vực trung tâm như đường 3 tháng 2, khu vực Đài Phun Nước, các tuyến Bùi Thị Xuân, Trần Quốc Toản, huyện Chí Thanh,
và nhiều điểm du lịch đã xảy ra tình trạng kẹt xe, lượng phương tiện di chuyển khó khăn. Việc đầu đổ xe chạy ngược chiều, không tuân thủ luật giao thông của các phương tiện diễn ra khá phổ biến, dẫn đến tình hình trật tự an toàn giao thông tại Đà Lạt ùn ứ cục bộ. Nên không phải là cấm xe vô, ví dụ chặn xe từ cái tuyến phố nào đó, nó như thành phố Hồ Chí Minh vậy đó, bắt đầu mình mới điều tiết xe nào vô được thì vô, xe nào không cho vô được thì mình đừng có vô. Để như kẹt xe, ví dụ du khách muốn đi bộ tham quan Hồ Xuân Hương này nó rất là kẹt xe, buổi tối em đi cũng rất là kẹt xe nữa. Lực lượng giao thông Đà Lạt huy động 100% quân số, phối hợp với lực lượng giao thông của tỉnh cũng như lực lượng công an các phường, cảnh sát trật tự tập trung điều tiết, hướng dẫn giải quyết trật tự công cộng, phương tiện đậu đỗ và điều tiết giao thông, không để cho xảy ra ùn tắc kéo dài, phục vụ cho nhân dân cũng như du khách tham quan nghỉ dưỡng luôn được thuận tiện. Và nhìn chung thì hiện nay do là cái lượng phương tiện quá đông, nhất là vừa cho ô tô lại lượng xe mô tô cũng rất là đông, năm nay là lượng xe mô tô tham gia giao thông rất đông, cho nên là cái việc tham gia giao thông của các du khách ở các cái tỉnh khác đến tham gia giao thông ở đây do lạ đường, cho nên cũng là gây ra cái cản trở cho cái công tác đảm bảo trật tự giao thông. Theo Công an thành phố Đà Lạt, từ sau giao thừa đón Tết Kỷ Hợi 2019 đến nay, trên địa bàn thành phố không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, chỉ xảy ra một vụ va quẹt nhẹ tại khu vực Tà Nung, làm một người bị thương. Cũng theo số liệu từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong dịp Tết này, trong toàn tỉnh, 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm so với thời điểm Tết năm ngoái. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với tỉnh Lâm Đồng nói chung. Tuy vậy, dự báo tình hình lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn tiếp tục tăng thời điểm trong và sau Tết Kỷ Hợi. Vấn đề này cần được các ngành chức năng Đà Lạt và các địa phương tiếp tục có phương án, huy động lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến quốc lộ, các khu vực đông dân cư, cũng như các khu điểm vui chơi trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của người dân và du khách vui xuân. Những nội dung chính trong phần tin trong nước: người kiến trúc sư trẻ 5 năm miệt mài xây dựng những ước mơ. Nghệ thuật múa rối nước thực sự góp phần không nhỏ trong việc nâng cao sự hiểu biết và uy tín cho nền văn hóa dân gian dân tộc Việt Nam. Chỉ trong 5 năm, có hơn 100 ngôi trường tại những bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa và đặc biệt khó khăn đã được xây lên bởi công sức thiện nguyện của nhiều tấm lòng nhân ái trên mọi miền Tổ quốc. Trong số đó, không thể không nhắc đến kiến trúc sư trẻ Phạm Đình Quý. Anh không chỉ xây trường mà còn xây nên những ước mơ đẹp cho trẻ nhỏ và cả người dân nghèo nơi đây. Các em nhỏ theo học trường bán trú Mường Lạng, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La thường phải dậy thật sớm, nấu ăn trong một căn bếp tồi tàn, không đảm bảo vệ sinh. Chứng kiến cảnh này, kiến trúc sư Phạm Đình Quý đã thuyết phục, huy động các nhà hảo tâm đóng góp và lên phương án giúp đỡ các em nhỏ. Sau hơn một tháng thi công, một căn bếp khang trang đã được dựng lên. Tôi thật sự vô cùng hạnh phúc. Ngày hôm nay là được bàn giao một căn bếp mà giá trị của nó là phục vụ cho hơn 200 em học sinh. Ngôi trường Mường Lạn của Sốp Cộp Sơn La là một ngôi trường cực kỳ khó khăn, hơn 500 em học sinh. Em rất vui khi được có nhà ăn mới đẹp, khang trang, có nhiều quạt và mát. Đây chỉ là một trong số các công trình được dựng lên có sự đóng góp của người kiến trúc sư trẻ này. Công cuộc xây trường của kiến trúc sư Phạm Đình Quý bắt đầu từ năm 2012. Trong một chuyến chở đồ từ thiện cho các em nhỏ học sinh vùng cao, lần đầu anh và bạn bè được chứng kiến công cuộc tìm chữ khó khăn của các em nhỏ vùng cao. Có em nhỏ, nhà ở xa nhất cách trường tới 45 km đường núi. Yêu cái chữ, bọn trẻ ở lại trong các phòng học dột nát, tạm bợ. Mình phải dành cho giáo dục, mình phải làm những thứ tốt đẹp cho các cháu nhỏ. Các cháu được học hành, được nhận thức về xã hội và sẽ là người sẽ thay đổi được xã hội. Tất nhiên thời gian nó sẽ phải dài. Khó khăn nhất trên hành trình xây trường không phải là địa hình đồi núi xa xôi hiểm trở, mà là việc gieo niềm tin nơi bà con dân bản vốn cổ hủ lạc hậu và bảo thủ. Nhưng sự chân thành, sự tận tâm và các chia sẻ khó khăn bằng những hành động, việc làm cụ thể, anh Quý đã dần chiếm được thiện cảm và lòng tin của bà con, thầy cô.
họ đã tích cực chung sức xây dựng trường và gửi các con em của mình đến đây để học cái chữ với ước mơ thoát nghèo. Thì là cái phần sân chính, tức là lên đây nó sẽ là cái phần sân chính. Chuẩn. Có những khoảnh khắc mà tôi ân hận vì đã nghe đi theo anh. Thế nhưng mà cứ từng bước giải quyết những cái khó khăn. Và bản thân mình thì được chính anh Quý là đã cho tôi những cái ý chí từ những cái câu chuyện nghị lực của cá nhân anh. Anh làm được thì tôi cũng sẽ cố. Hành trình 5 năm qua, anh Quý đã góp kiến thức và công sức mình cho hơn 100 điểm trường khó khăn trên khắp cả nước. Khó khăn gian nan không hề nhỏ, nhưng với anh luôn nhận lại được niềm tin, tình yêu thương của bà con và đặc biệt là bọn trẻ. Trong vòng hơn 20 năm qua, Đà Nẵng đã có sự phát triển vượt bậc để vươn lên thành thành phố lớn thứ ba của cả nước. Một thành phố văn minh, hiện đại, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và lối sống thuần hậu, thân thiện của người dân. Có thể nói, thành phố đang sống Đà Nẵng như một cô gái đẹp đang độ xuân thị. Trước 20 năm thì chợ Đà Nẵng, tức là chợ hàng đó, có một chuyến phà đi qua lại, bên kia là chưa có gì hết. Dân tình ở đây cực lắm, nhưng mà sau đổi thay cái này, cách 20 năm sau này là thành phố nó đổi nhiều, đổi 80% luôn. Không ngừng phát triển hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, nhưng Đà Nẵng vẫn giữ được vẻ đẹp núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi với những báu vật thiên nhiên ban tặng. Đó là danh thắng Ngũ Hành Sơn, di tích quốc gia đặc biệt. Là bán đảo Sơn Trà, ngôi nhà chung của nhiều loài động thực vật đặc hữu quý hiếm, trong đó có vọc trà vá chân nâu, nữ hoàng của các loài linh trưởng. Là dãy núi Bà Nà, được ví như tiên cảnh giữa cõi trần, che chở phía tây thành phố. Đà Nẵng ngày hôm nay là thay đổi rất là nhanh chóng, rất là huy hoàng, tráng lệ. Cảm thấy hạnh phúc. Tại vì quê mình, quê hương mình là giàu, lớn mạnh và đẹp, và so sánh với nước ngoài thì nó cũng không có thua gì. Tôi rất ấn tượng với những công trình hiện đại, những cây cầu rất đẹp ở đây, và chắc chắn tôi sẽ mang lại những kỷ niệm đẹp về thành phố này khi trở về Đức. Với định hướng một đô thị biển quốc tế, Đà Nẵng không ngừng hoàn thiện hạ tầng cảng biển, hệ thống cơ sở lưu trú đẳng cấp quốc tế và dịch vụ giải trí đa dạng. Thành phố bên sông Hàn đã sẵn sàng thực hiện sứ mệnh là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Tây Nguyên trong tương lai. Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống độc đáo, có nội dung giáo dục sâu sắc, mang đậm tính nhân văn. Theo dòng chảy của thời gian, múa rối nước vẫn tồn tại và phát triển như một sản phẩm tinh thần độc đáo của người Việt, không những được khán giả trong nước yêu thích mà còn hấp dẫn bạn bè quốc tế. Nhà hát Múa rối Thăng Long Hà Nội đã trở thành một điểm đến được yêu thích trong các chuyến tham quan của du khách nước ngoài mỗi khi đến thủ đô Hà Nội. Tại đây, du khách được trải nghiệm các tiết mục múa rối nước đặc sắc thông qua nội dung trong tích, trò, vở diễn mang tính chất mua vui, giải trí, gây cười, hóm hình, hài hước, châm biếm đã chinh phục được khán giả. Thực sự rất thích thú. Múa rối nước ở Việt Nam rất tuyệt. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đi xem và cảm thấy rất xúc động. Tại vì có rất nhiều tích ở trong đấy về làng quê Việt Nam, rồi vinh quy bái tổ. Đặc thù của môn nghệ thuật này là khán giả không biết mặt diễn viên mà chỉ nhìn thấy các con rối bằng gỗ hoạt động trên mặt nước. Các nghệ sĩ luôn ẩn mình phía sau màn che sân khấu. Để những con rối lướt nhẹ nhàng trên mặt nước, các nghệ sĩ đã phải mất nhiều thời gian tập luyện. Với khoảng 10 nghệ sĩ, nhạc công, ca sĩ hát và 15 nghệ sĩ biểu diễn ở dưới nước, các tiết mục rối nước của nhà hát Múa rối Thăng Long luôn mang đến cho khán giả một buổi biểu diễn đặc sắc, đậm chất văn hóa dân tộc truyền thống của Việt Nam. Với 20 năm làm nghề của mình thì mình cảm thấy rất là tự hào bởi vì mình là một trong những người góp phần gìn giữ và truyền bá cái văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam với
khán giả quốc tế. Điều mà mình mong muốn nhất đấy là truyền tải đến cho khán giả những cái thông điệp vui tươi, những cái sự lao động hăng say của người dân Việt mình khi làm, khi nghỉ ngơi, khi làm việc. Con rối nó có hồn, nó vui vẻ. Nghệ thuật múa rối dân gian Việt Nam gắn liền với tập tục nghi lễ hội hè Việt cổ cách đây hơn 2.000 năm. Đến nay, nghệ thuật múa rối Việt Nam đã đạt đến trình độ nghệ thuật có giá trị cao về tinh thần, là một trong những loại hình sân khấu giải trí hấp dẫn trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Việt Nam. Làng Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội được biết đến là cái nôi của nghệ thuật múa rối đất kinh kỳ. Nhắc đến địa danh này, người ta thường nghĩ đến những màn múa rối nước vui tươi và hóm hình. Song ít ai biết được, đây cũng là nơi tạo hình ra những con rối. Hiện nay, chỉ còn một nghệ nhân duy nhất trong làng làm nghề tạo tác con rối, đó là ông Nguyễn Văn Phi. Thực ra nếu mà nói về phường Đào Thục, nó có một đặc trưng khác hơn các phường rối khác. Là hoàn toàn, đến bây giờ là hoàn toàn những con rối là, thứ nhất là bàn tay của người Đào Thục người ta làm lên. Người ta làm lên, đấy, tức là các bạn nhìn là cái con rối Đào Thục, nếu đúng con rối đường là nhìn rất là thô sơ. Nó không bóng bẩy, nó không gọi là mình, nó không hào nhoáng như các phường rối khác. Với sự kết hợp hài hòa giữa những làn điệu dân gian Việt Nam, khả năng điều khiển tài tình của các nghệ sĩ và hiệu ứng ánh sáng đã góp phần thổi hồn vào những con rối, khiến cho các tiết mục trở nên sống động hơn. Việt Nam là nước duy nhất có múa rối nước độc nhất vô nhị. Vì vậy, khi khách quốc tế đến với Việt Nam, luôn luôn trải nghiệm loại hình nghệ thuật này. Múa rối nước thực sự đã gây tiếng vang và góp phần không nhỏ trong việc nâng cao sự hiểu biết và uy tín cho nền văn hóa dân gian dân tộc Việt Nam. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, nhân dịp Tết Kỷ Hợi, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những người tuổi Hợi thành đạt. Theo quan niệm tín ngưỡng truyền thống của người châu Á, trong 12 con giáp, Hợi, Lợn đứng vị trí cuối cùng. Những người cầm tinh tuổi này cũng được coi là những người kiên nhẫn, luôn biết chờ đợi. Ngoài ra, họ còn là những người luôn biết nghĩ và chăm sóc cho người khác, cũng như nỗ lực hết mình, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Một mùa xuân mới của dân tộc Việt Nam nữa lại đến trong niềm hân hoan. Chúng ta cùng gặp gỡ những người tuổi Hợi thành đạt. Là người đến với nghề nông mới ít năm gần đây, nhưng chị Thạch Ngọc Mai, sinh năm 1983 ở Đồng Nai, cầm tinh quý Hợi, hiện đang ở Nguyên Tử Lực, thành phố Đà Lạt, đang có mức thu nhập hấp dẫn, khiến bất cứ nhà nông nào cũng phải ước mơ. Sau 6 năm trồng cải, sú, làm nhà tre, trồng các loại hoa đặc trưng của Đà Lạt, lợi ít, lỗi nhiều, chị Mai bàn với chồng thử nghiệm chuyển sang làm vườn ươm. Trải qua những tháng ngày thăng trầm vất vả, gia đình chị Thạch Ngọc Mai cũng đặt chân tới con đường của sự thành công với nghề làm nông. Hiện nay, trung bình mỗi tháng chị Mai cung cấp ra thị trường từ 4 đến 5 triệu cây giống các loại, doanh thu hơn 3 tỷ đồng một năm, giải quyết việc làm cho 15 lao động thường xuyên với mức lương từ 5 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Vườn ươm trong nhà kính của gia đình chị Mai giờ đây đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng trăm nhà vườn tại Đà Lạt và những vùng lân cận. Với thành quả đạt được trong những năm qua, gia đình chị Thạch Ngọc Mai được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Theo em á, thì cái hạnh phúc, một cái cuộc sống sung túc nào nó cũng phải có giá của nó. Và em luôn sẵn sàng để đối diện với những cái khó khăn đó. Và khi mà đối diện rồi, mỗi cái khó khăn nó sẽ cho em những cái kinh nghiệm. Và thành công nào thì cũng phải có nước mắt. Thì em cũng đã đổ nhiều ở cái thành công này rồi. Và em luôn mong muốn tạo ra những cái cây giống thật khỏe mạnh cho người dân, họ chăm sóc, đem lại năng suất cao. Còn đây là anh Mai Văn Khẩn, sinh năm 1971, tức là năm Tân Hợi, ở phường 12 thành phố Đà Lạt, đã trở thành tỷ phú từ nỗ lực không ngừng nghỉ. Cách đây hơn 23 năm, anh từ Thanh Hóa vào Lâm Đồng kiếm sống, rồi đến với nghề trồng rau như là duyên số. Năm 2003, gia đình anh đầu tư nhà kính trồng rau theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Trước nhu cầu thị trường tiêu thụ mạnh, đòi hỏi hoa sản lượng nhiều, anh Khẩn vận động nông dân thành lập tổ hợp tác sản xuất rau củ quả An Toàn Thái Phiên và tiếp tục mở rộng quy mô thành hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến Đà Lạt với diện tích đất nông nghiệp khoảng 30 hectare. Để có doanh thu khoảng 18 tỷ đồng và lợi nhuận trên 2 tỷ đồng mỗi năm,
Anh Khẩn với vai trò là chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến đã liên kết bao tiêu tốt đầu ra cho xã viên và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Với những đóng góp tích cực, anh đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bầu chọn là một trong số 63 nông dân Việt Nam xuất sắc. Đối với bản thân thì cũng là luôn luôn cũng là cũng phải tìm hiểu, tìm tòi các mặt giống rau mới và làm sao mà nó đạt được cái vấn đề là vừa đảm bảo cái năng suất, chất lượng và đưa ra ngoài thị trường mà chấp nhận tiêu thụ. Thì chính vì đó là khi mà làm tổ hợp tác thì chúng tôi đã liên kết được một số cái hợp tác xã và các đơn vị, các doanh nghiệp. Thì lúc đó là chúng tôi tiếp tục là vì cái lý do là phát triển được tăng thêm. Thì năm 2012 thì bản thân cùng với tất cả các thành viên là quyết định là thành lập hợp tác xã để có những cái tính chất pháp nhân pháp lý. Thì từ năm 2012 cho đến bây giờ thì đối với tập thể thì nó gọi là rất là đồng lòng cố gắng cùng với ban quản trị hợp tác xã là đưa cái vấn đề cái cây rau củ quả lên một cái tầng mới. Mỗi năm nó có nhiều cái vấn đề cái sự thay đổi, cũng có nhiều cái vấn đề là đối tác đặt hàng đặt hóa rồi. Đúng. Cùng chung tuổi Tân Hợi như anh Mai Văn Khẩn, chị Nguyễn Thị Phước ở Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, thành phố Đà Lạt lại chọn cho mình một hướng đi khác, xây dựng trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ. Với nguồn kinh phí tự chủ, chị Phước với vai trò là chủ trường đã đầu tư mở rộng cơ sở vật chất theo từng năm học, áp dụng những chương trình giảng dạy mới, xây dựng một môi trường giáo dục phát triển toàn diện, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ khỏe mạnh, phát triển cơ thể hài hòa thông qua việc đưa thêm một số trò chơi dân gian vào các giờ chơi, giúp trẻ có tư duy tốt và phát triển các kỹ năng một cách tự nhiên. Mặt khác, trường còn khuyến khích giáo viên sáng tạo phương pháp giảng dạy, tạo điều kiện để giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hướng đến môi trường học tập ngày một tốt hơn cho trẻ. Đến nay, trường Mầm non Tư thục Thiên Thần Nhỏ Đà Lạt là đơn vị tư thục mầm non thứ hai của Đà Lạt đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tập thể sư phạm của trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ luôn hướng tới cái mục tiêu là uy tín và chất lượng để tạo cái niềm tin đối với cả phụ huynh, với khẳng định được cái vị trí vai trò của những người giáo viên trong nhà trường để đứng vững được với cái ngành giáo dục của mình. Đó là cái tâm của người nhà giáo đối với bậc học mầm non, chăm sóc và dạy dỗ cháu, yêu thương các cháu giống như con em mình, tạo cái uy tín với cả phụ huynh, niềm tin phụ huynh tin tưởng ở cái đội ngũ và cái chất lượng giáo dục con em mình và gửi gắm các cháu vào nhà trường. Theo quan niệm tín ngưỡng truyền thống, người tuổi Hợi cũng là những người được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng bởi những khả năng giao tiếp. Thạc sĩ luật Nguyễn Thành Trì, trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cũng là một người như thế. Với cương vị trưởng phòng, ông Nguyễn Thành Trì đã trực tiếp truyền đạt hàng trăm lớp tập huấn liên quan đến pháp luật, tham mưu đề xuất xây dựng củng cố kiện toàn nguồn nhân lực làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thành quả đóng góp của thạc sĩ luật Nguyễn Thành Trì đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức và trình độ hiểu biết về pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Kết quả đó được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ghi nhận với nhiều giấy khen và bằng khen. Phổ biến giáo dục pháp luật là một cái cầu nối, một cái công cụ hữu hiệu để đưa đường lối chủ trương của Đảng cũng như pháp luật đến với cơ sở, đến với mọi người dân. Chính vì thế mà chúng tôi ý thức được việc đó, cho nên trong những năm qua, đối với tôi là cái người mà tôi là từ Viện Kiểm sát chuyển qua bên Sở Tư pháp từ năm 2007. Và từ năm 2007 đến nay thì tôi luôn luôn coi công tác tuyên truyền pháp luật là một công tác đặc biệt quan trọng đối với người dân nói chung, cũng như đối với địa phương Lâm Đồng nói riêng. Luôn luôn là chúng tôi nỗ lực hết mình để mà đưa công tác tuyên truyền này để mà đạt được hiệu quả đối với là ngành tư pháp nói chung cũng như là đến với người dân nói riêng. Một mùa xuân mới của dân tộc Việt Nam nữa lại đến trong niềm hân hoan. Trong năm tuổi của mình, những người cầm tinh tuổi Hợi như nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương Thạch Thị Mai, Mai Văn Khẩn, hay như hiệu trưởng trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ Nguyễn Thị Phước, cũng như trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Nguyễn Thành Trì, sẽ tiếp tục là những người thành đạt,
phấn đấu nỗ lực trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đào tạo, phổ biến giáo dục, tạo ra những thành quả mới, cùng chung tay góp sức cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.